Em Sơn có đầu năm xin chào mọi người nha. Đó thì hôm nay cuối tuần Sếp Chí đi chơi rồi. Đó thì em lén lên clip một số em huyết body đẹp size khoảng 27 đến 28 xăng. Đó, với lúa cực kỳ mềm luôn cho mọi người có thể xem và lựa chọn nha. Đó thì bây giờ em sẽ quay cận hơn những em huyết và mã số để mọi người cùng xem nha. Rồi, em đầu tiên trong clip hôm nay. Đây em huyết size khoảng tầm 27-28 xăng nha mọi người ha. Mẫu thì em này là mã số 1, mã clip hôm nay là 1210. Đó, thì em này lúa là 10.9 nha mọi người ha. 10.9. Mã số 1 10.9 nha mọi người ha. Đó thì em này thì body chuẩn chỉ móc môi hết rồi, viền mỏng nữa. Anh em nào chơi phong đen không, phong trắng đều được hết nha. Em mã số 2, đó thì mã clip là 1210. Thì em này body sumo mọi người nha, size khoảng 28 xăng nha. Đó thì mắt môi chuẩn chỉ hết nè, với cả những người xem nha. Đó, em này tướng rất là lực nha. Đó, anh em nào thích màu chất phơm như thế này, body sumo đó, thì không em này vậy ha. Thì em này là 9.5 nha mọi người nha, mắt môi chuẩn chỉ xa khoảng 27 đến 28 xăng. Mã số 2 nha, mã clip là 1210. Rồi kế bên đây luôn, kế bên là em mã số 3 nha. Đó thì em này là cũng size tầm 27 đến 28 xăng luôn, thì em này má lên cam hết nè mọi người nha. Đó thì em này má lên cam rồi nè, lúc nào cũng sung nha. Thì em này em đấy là em này là khi nào cho ăn thì khoảng tầm 13 14 con dế là bình thường nha. Thì em này mã số 3 10.9 nha mọi người ha. 10.9, em này má lên cam hết rồi, chuẩn chỉ hết mọi người ha. Mã số 3 nha, mã số 3, mã clip là 1210. 10.9. Rồi tiếp theo trong clip hôm nay là em mã số 4, mã clip là 1210 ha. Đó, thì em này body cũng tầm 27 đến 28 cm thôi, mắt môi thì chuẩn chỉ nè. Thì em này lúa là 9.5 nha mọi người ha. 9.5, mã số 4 nha. Rồi tiếp tục bé số 5 nha. Thì em này cũng size 27 28 xong luôn. Rồi em cho thử dế vào xem nó ra không nha. Đó. Thì em này lúa là 10.9 nha mọi người ha. Rồi. Mã số 5 nha, mã clip là 1210. 10.9. Đó thì cho con ở bên đây ăn thì con bên đây nó cũng đòi ăn luôn, thử xem nó ăn không nè. Đó. Rồi thì giới thiệu mọi người em này đem mã số 6 luôn nha. Thì mã số 6 em này cũng size 27 28 xăng luôn. Thì em này là mã số 6 9.9 nha mọi người ha. Mã số 6, mã liếc 1210 9.9 nha. Đó thì em vừa quay vừa cho ăn thì mọi người xem clip mở game nào đó thì có thể những tên bên giúp là bên em ha, bên em sẽ quay lại chi tiết em đó mã số đó cho mọi người xem kỹ hơn nha. Hiện này mắt môi chuẩn chỉ nha mọi người. Tập này lúc nào cũng hạ nè, còn ba đuôi sao kích nè. Mã số 6 nha, 9.9. Rồi, thì giới thiệu mọi người đủ nha. Kế bên đây em có một bầy ngân long albino nha. Em này size khoảng tầm 8 đến 9 xăng nha. Đó thì vừa về phải 1.000 em như thế này. Thì đây để một hồ ở dưới toàn chợt để test vào xem thôi. Đó, còn
trong kho nữa nha mọi người ha. Thì ở đây là 450 cành một em ha, size khoảng 8 đến 9 cm, ngân long habino. Rồi ok, để em tiếp tục quay list cho viết cho mọi người xem ha. Rồi tiếp theo mã số 7 nha. Thì em này là mã lép là 1210, mã số 7. Ở giá lúa là 10.5 anh mọi người ha. Thì hôm nay em lên list là cá size khoảng tầm 27 đến 28 cm thôi. Thì một lô hết như đó. 10.5 nha, mã số 7. Tiếp theo em mã số 8 nha mọi người ha. Ở thì em này size lớn hơn chút xíu nè, em này size khoảng 29 cm nè. Thì ăn rất là sung nha. Đó thì mọi người xem body của em đó. Em này viền rất là mỏng nha mọi người ha. Đó, anh em nào về nuôi phong trắng cũng ok luôn. Em này mã số 8, mã clip là 1210, lúa là 10.9 nha. Mắt môi chuẩn chỉ hết rồi ha, quay cận cho mọi xem nha. Tất cả huyết bên em là huyết Indo hết mọi người ha. Đó thì có đều có giấy tờ chip đầy đủ hết. Đó thì anh em nào ở xa bên em vẫn có thể ship toàn quốc nha. Đó thì cá an toàn đến tay mọi người nha. Tiếp theo là em mã số 9 nha mọi người ha. Em này size cũng khoảng 27 28 xong luôn. Đây mọi người xem em này nha, body cực kỳ đẹp nha. Đây đầu mũ nè, càng dài và bộ đuôi rất là đẹp nha. Mắt môi chuẩn chỉ hết. Thì em này là mã lép là 1210, mã số 9. 11.5 nha mọi người ha. Em này lúa là 11.5. Ở cái body như này mọi người cơn không à? Đây. Mã số 9 nha, 11.5. Em này chắc là một trong những em bay sớm nhất đây nè. Ở thì có thể như này không thể nào chơi được rồi. Rồi, tiếp tục thêm một em body xuất sắc luôn. Đó thì em này là mã số 10 mọi người ha. 11.9, mã số 10 11.9. Đó body em này khoảng 28 cm mọi người ha. Đó. Đầu mọi người xem nè, đó, ổn chưa? Mắt chuẩn chỉ ha, và bộ vui nè, rất là to nha. Mã số 10 11.9. Đó thì em này mã số 10 và mã số 9 này hai em này khả năng sẽ bay rất sớm ha. Hôm nay luôn nha mọi người ha. Rồi em cuối cùng trong clip hôm nay là em mã số 11 nha, mã clip là 1210. Thì em này là 11.5 nha mọi người ha, size khoảng 28 cm. Đó thì đây là bộ đề của em nói nha. Thì cái đuôi nó rách một chút xíu nhưng không sao mọi người nha, cái này tầm khoảng tầm 3 4 ngày sau đó là liền thôi. Em cuối cùng trong lý hôm nay mã số 11 nha, lúa là 11.5. Bên em ship được toàn quốc cho mọi người nha. Đó thì bên em nào cần mã số nào thì hãy liên hệ với là bên em nha. Đây cũng là con cuối cùng trong clip hôm nay nha mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip. Xin chào mọi người và hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha. Xin chào, bye bye.